Dạ thưa cô Diệu Liên, thì hôm nay con sẽ phóng sanh hết 200.000 tiền cô gửi luôn ạ. Dạ đây, con mua một cái này gọi là cái gì ạ? Cá tép. Thùng cá tép, trong này có đủ tất cả các loại cá và bây giờ con sẽ phóng sanh đây ạ. À. Cá còn sống và còn tươi. Có cả cá đối sống luôn ạ. À. Đó, 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 thả cá đối liền đi. Rồi, cho cá đối bơi nha. Tập cá đối nha. Dạ. Phía ngoài đây nước trong. Xong quá, xong quá. Để bớt sóng con thả. Chạy quá chạy. Dạ rồi. Dạ nước đang chảy nè. Những con sóng thì nó sẽ đi theo dòng nước chảy ra luôn. Bờn bơn còn sống luôn à. Đây con xin thả em này riêng cho cô coi nha. Đó. Nước chảy quá, thử thách nước chảy tiếp. Ô cái dạ quang trên cái wow này nó có màu đẹp không anh, hốt lại. Đây con cho quý vị coi nha, cá bóng gì vậy anh? Cá bóng sệ luôn á. Cá bóng sệ mà thấy cái mấy cái vân màu trên đây đẹp không ạ? Giống cái đuôi tiên cá của con thiết kế ghê. Dạ giờ nó nổi hơn rồi. Bây giờ rồi, tụi con xin thả những cái bảng cá này xuống nha. Dạ xong rồi. Cảm tạ công đức phóng sinh. Dạ xin cảm tạ công đức phóng sinh của Bồ Tát Diệu Liên ạ. À. Con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ạ. À. Giải cứu loài vật trong thiên nhiên thành công với sự trợ giúp của anh Tèo. Và hai thần thú của con đi theo. Honey và Funny. Rồi bây giờ tụi con đi về. Dạ rồi tụi con về. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ nước cạn luôn rồi. Dạ à, nếu quý vị nào muốn ủng hộ tiếp tục chương trình phóng sanh, nhớ nhấn like cho con một cái. Dạ. Cá. Dạ. Lát để bắt mấy con rớt rồi. Dạ.
Dạ. Đây có cá luôn. Dạ, sam luôn. Rồi xong. Được không ạ? Xong được không vậy? Kìa, tôm kìa, tôm kìa, tôm đỡ lên. Chỗ thân đi kìa. Dạ rồi. Con đâu anh? Hả? Hôm nay muốn xuống nước hả con? Rồi lên bờ, go home, go home. Đi. Go home. Go home. Rồi, anh em lên bờ hết nha. Lên bờ đợi Tiun nha. Dạ xong rồi. Về thôi.